Trên đường đi ăn ong mọi người ơi. Sắp còn khoảng 10 mét nữa là đến ông nha mọi người. Bơi đi. Nào, nào mình đi ăn với thằng em nha. Má khỏi bỏ ăn ngay. Mười sáng trưa ăn cơm thì bơi yếu với trời bơi nhanh trời. Lên tao quay nữa. À, tao ông nha mọi người. Đây là đường mòn để lên đúng không? Mình chuẩn bị đồ xong rồi quay cho mọi người coi. Rồi. Con này bự lắm mọi người ơi. Đấy ngay được mặt thôi. Quá thế quá. Mặt này bự dữ lắm. Mình tầm khoảng 6 đến 7 lít luôn rồi. Không thấy dân toàn thấy khối không à. Đẹp chưa? Rồi, ok. Ở ngoài thấy một thước mấy lần. Ở này tầm khoảng thước rưỡi nha mọi người. Rồi nhanh đi. Hết thấy khói rồi. Cắt đi. Hết sợi khói à. Giờ cắt nhanh. Đó. Hết thế cục. Đây 100% ông thiên nhiên nha mọi người. Đó. Thấy vậy chứ cầm hết nổi. Rớt ra ngoài luôn à. Anh đi nó bu lại vô lại kìa. Đó thấy giờ thấy cục mức chưa? Mặt ở trên kìa, giác mặt ở trên. Ăn xong phải dọn để cho nó thôi nó. Còn mép kia luôn, sát mép luôn. Bên kia nữa, mép bên kia, mép bên kia đó. Đúng rồi, rồi. Giờ là xong nha mọi người. Đẩy nắp lại là ra thôi. Em cầm máy rồi trước nha. Nha. Cầm máy khói rồi trước nha. Rồi ra.
Có thấy gì luôn rồi. Rồi tới xuồng. Gió ngược luôn. Rồi. Ông kèo rồi mới có lâu. Đây em cầm đây. Chứ nặng lắm. Rồi. Kèo vô là ăn vô là xong nha mọi người. Giờ giờ là ra. Ý trời vậy. Đây tới giờ sang mặt nha mọi người. Hai ổ mà ăn nãy nè. Đây thùng bự ra. Đây. Ổ bự nè. Ổ này thì phải tầm khoảng 7 lít. Đây cái thùng B này là thùng B bự này khoảng mười mấy lít, ở này nó khoảng nửa thùng. Cá mình bỏ nè. Một thùng nhỏ. Quá thấy cũng mất. Hai ổ thì tầm khoảng 10 lít. Hơn 10 lít. Cho mặt đây luôn. Nhỏ hồi ngang hai ổ nhỏ nữa. Đây, hai ổ. Hai ổ này mười mấy lít. Thôi nha mọi người, giờ mình đi ăn thêm hai ổ nữa. Xíu tới chỗ mình quay cho con. Rồi, trên đường đi lên thăm ông rừng U Minh nha mọi người. Nè, đường mòn chỗ ông. Mọi người thấy ông không? Ổ này thì tầm khoảng 8 tắc. Ổ này giờ ăn khoảng 3 đến 4 lít luôn rồi. Đây
xé đường đi ăn không mọi người. Giờ mình vô trước nha, xíu anh này anh vô sau. Ngay tháng này do tháng này tháng hạn. Ở đây ta chứa ta ăn máy thôi, không có ăn đuốc. Ăn đuốc thì nó rớt tràn xuống dễ cháy rừng. Nên ăn bằng máy cho nó gọn. Lại đây nhiều kèo lắm mấy bạn. Không phải là kèo nào cũng có ong. Đây ổ này ổ nhỏ. Tại do ong này nó xuống lâu rồi. Phải ăn chứ không thôi nó đi. Yeah, mình thấy cục mật luôn rồi. Chắc mọi người không thấy đâu. Để xíu tỏi đuốc mọi người mới thấy. Đây nhiều kèo lắm. Ngay tới nữa có đi dọn kèo mình quay cho mấy bạn xem. Giờ chờ vô ăn ông này. Xíu còn ổ nữa. Ổ này cũng nhỏ. Mật thì chắc lít được, lít hơn. Ơi. Khói ấy đó. Vô nhanh đi, khói ngược. Đây nó là vô nè. Con này lít mấy á. Nó nhỏ cục mật không nhỏ. Ông rớt chứ dồn lắm. Ừ, cá không? Cá lót dưới. Nè. Mặt keo ơi, lấy đen dưới. Cá lớp mà. Cắt bỏ cá không mọi người? Này, cắt bỏ cá. Tới lớp mật. Mật đen dưới đó. Đó cái cục màu đen mọi người thấy là mật đó. Đó mật đó. Kèo ơi. Rồi, vừa là xong rồi đó. Rồi dọn sạch. Dọn kèo luôn đó, dọn sạch luôn đó. Ở tháng này bắt rồi nó cũng đi rồi, ít khi ở lắm. Nó dọn nó sạch luôn, nó bỏ thì nó ở, còn không thì nó đi thì ổ khác nó xuống. Ổ khác xuống. Giờ xong rồi mọi người, giờ mình đi ra. Nhanh lắm. Đây cái tàn. Rồi, ra. Cây thơm. Dở gian. Lít mặt. Vậy là xong rồi mọi người. Xíu mình xuống ổ kia mình ăn cho mọi người xem. Rồi sáng giờ ăn 4 ổ rồi. Giờ xuống xuồng này quay lại cho mọi người xem. Đây là hai cái tàn của hai con nhỏ nãy mình mới vừa ăn xong. Đây, hai ổ nhỏ. Hai ổ này chừng lít rưỡi. Hơn lít rưỡi. Ké dữ trời ké. Về nhà cắt. Cái gì nhà cắt. Này là hai ổ lớn. Đây, hai ổ lớn, đầy sắp đầy thùng bê. 4 ổ này mười mấy lít nha mọi người. Hai ổ này có như chơi. Có như không. Rồi kết thúc video ở đây nha mọi người. Hôm nào có đi ăn nữa quay cho mọi người xem. Tạm biệt mọi người.